em tên là Lê Thành Hiếu, đang là kỹ sư xây dựng, hiện đang làm ở Bình Dương. Em năm nay 25 tuổi. Hiếu cũng là quê Bình Dương luôn? Dạ không, em quê ở An Giang. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Ngọc Duyên, năm nay em 25 tuổi. Quê của em ở Vĩnh Long và hiện em đang làm việc tại Bình Dương. Ủa nhưng mà Hiếu và Duyên là cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Là cách đây 7 năm thì tụi em cùng học tại trường đại học Cần Thơ, cùng học cùng khoa. Nhưng mà chồng em thì học ngành xây dựng, còn em thì học ngành quản lý công nghiệp. Có một cái môn tụi em học chung đó là môn bóng chuyền. Thì cái lần gặp đầu tiên của tụi em là diễn ra tại sân bóng chuyền. Thì cái ấn tượng đầu tiên về chồng của em á, anh rất là già, đặc biệt là anh có cái nốt ruồi ở đây nè, nhìn gian đó, gian đẹp không? Rồi á, chán thì đầy nếp nhăn luôn. Xong rồi anh mặc áo thể dục, rồi quần thể dục thì anh sang lên tới đây nè, rồi anh lộ cái chân ra lông không vậy đó. Để ý từ con về chó này à, tới cái phần trái nhăn rồi, trời ơi. Dạ, cái lông không. Tại vì khi mà em quan sát ảnh thì em quan sát từ phía sau nên nhìn thấy cũng cao lớn, cũng đẹp, nhưng mà khi ảnh quay lại cái nhìn cái mình cũng xỉu vậy đó. Cái gì vậy đó? Chị nhìn đây chị đâu thấy xỉu gì đâu. Mọi người có nhìn thấy Hiếu có xấu không ạ? À? Đẹp trai mà. Trai không? Ít ra là Hiếu cũng đẹp trai thôi, được chút xíu. Thôi còn em, Hiếu, lúc đó em gặp Duyên thì sao? Em thì hầu như trái ngược lại với vợ, là em cũng nhìn cô gái này nói chung là rất là xinh, rất là đẹp, đặc biệt là tóc thì dài. Cái buộc cái chùm tóc thì rất là tươi tắn, làm em rất là thích lúc đó. Nhưng mà chưa có một lần nào mà tỏ tình thể hiện với vợ em trong cái thời gian đó. Đến khi nào thì em mới thể hiện cho cô ấy biết? Suốt cái quãng đường đại học luôn là em không thể hiện. Đến mà cái thời gian mà em đi làm, rồi cái cơ duyên là Duyên trở về An Giang làm chung với em. Tại vì em cũng có thời gian làm việc ở An Giang nữa. Cho nên hai đứa em gặp nhau rồi lúc đó tình cảm của em á, nó mới bộc phát trở lại. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 7 năm. Dạ. Nhưng mà tỏ tình là cách đây mấy năm? Dạ, tỏ tình là cách đây khoảng một năm chị. Trời, cái gì mà cách xa lâu dữ vậy đó hả? Gặp 7 năm mà coi như cách đoạn nhau 6 năm, đúng không? Dạ. Rồi mới cách đây một năm là tỏ tình. Dạ. Tại vì trong quá trình học bóng chuyền đó, em với cô bạn của em á giỏi thể thao lắm, cái đăng ký vô học bóng chuyền, nhưng mà không đứa nào biết. Cái anh này nè, bữa đó ảnh cứ cầm trái bóng mà ảnh chơi một mình à, giống như là tự kỷ vậy đó. Cái đầu em mới lại cái anh này nè, em mới nhờ anh ơi chỉ giùm em bóng chuyền. Cái ảnh cũng nhận lời luôn, rồi từ đó tụi em biết nhau. Rồi sau đó khoảng một năm thì em cũng có người yêu, đó là cũng là mối tình đầu của em. Xong rồi em với cái người đó quen nhau được 3 năm, nên lúc đó em đâu có... có như bị dương tính. Nói chung là hai bạn cách gọi là cách khoảng nhau là 6 năm trời. Dạ. Ừ, mà bạn này cũng dở thì các cơ hội tới không chụp liền đi. Để giãn ra hết 6 năm, trời ơi, phí hoài. Nhưng mà cuối cùng cũng hốt được à. Khi về An Giang, nhắn tin tỏ tình thì sao? Cái lúc hốt nhau á. Thì lúc đó hai đứa em cũng đang là độc thân hết rồi. Đang là độc thân, tức là trước đó là em cũng đã có bạn gái à? Đúng rồi anh. Khi mà biết vợ em có bồ rồi á là em... buồn quá. Ngã rẽ sang hướng khác. Trời ơi, ngã rẽ sang hướng khác. Nói chung là không nghĩa cô này nữa, tính của em nó vậy đó. Rồi lúc mà nhắn tin tỏ tình, đặc biệt nhất là cái tin nhắn là muốn cưới trước rồi tìm hiểu sau. Trời ơi. Nhưng mà lúc đó đặc biệt cái là vợ tự nhiên sao đồng ý luôn. Cái là hai tụi em là tìm hiểu qua tin nhắn rồi làm tới luôn. Làm tới luôn. Cưới luôn đó hả em? Dạ. Thì khi mà anh mới nhắn tin tỏ tình với em á, em đồng ý liền. Cỡ 3 ngày sau bắt đầu em nhận được cuộc gọi. Thì cái cuộc gọi này là hẹn em đi uống nước để mà gặp mặt nói chuyện. Thì em nhận được cuộc gọi thì là con gái anh trai. Dạ là con gái anh, là cô bồ cũ của anh này nè. Phải gì mới nói rõ. Phải gì mới nói rõ. Nghe vậy là biết rồi. Ai biết, tưởng nhiều khi là mẹ của bồ cũ thì sao? Gọi là biết rồi. Rồi cái em gọi cho anh này liền, em không có dám nhận lời đi. Cái người đó đó, cái gọi em hẹn em hoài à. Cái em sợ quá, em không biết làm sao hết trơn á. Em nói là em đi học anh văn. Trời mưa tầm tã, em cứ nghĩ là cái người đó đã hủy cuộc hẹn với em rồi. Ai về đâu, khi mà em kết thúc cái buổi họp đó xong,
Rồi cái người đó tiếp tục hẹn em, nói là đang ở đó đợi em. Rồi em thấy cái người này cũng nhiệt tình, cũng thôi cứ đi gặp đại, thôi cứ đi gặp đại đi, tới đâu thì tới. Thì ấn tượng đầu tiên của cái người đó là làm cho em có cảm giác cũng thân thiện. Xong rồi cái người đấy mới nói là rất là thương hiếu, không thể nào mà nói bỏ là bỏ được. Cái người đó cảm giác giống là muốn tha thiết em từ bỏ Hiếu đi để mà nhường lại, nói chung là nhường lại đó. Dạ. Rồi lúc đó cái ý định trong lòng em là em muốn rút lui, tại vì thật sự lúc đó tình cảm của em dành cho Hiếu cũng chưa có nhiều. Rồi qua cái cuộc trò chuyện đó xong, em mới nói Hiếu là em không muốn tiếp tục nữa, tại vì em có cảm giác là mình đã lấy mất cái hạnh phúc của người ta. Em có cảm giác em là người thứ ba. Xong rồi Hiếu cho em cái niềm tin nó lớn lắm luôn. Hiếu nói là Hiếu đã quyết định chọn em rồi thì Hiếu sẽ giữ em chứ Hiếu không để em mất. Xong rồi bằng nhiều cái hành động lắm, Hiếu làm cho em nhiều thứ lắm, rồi em quyết định không có từ bỏ Hiếu. Rồi cô kia có đồng ý không? Em nghĩ là cái người đó cũng không có muốn đồng ý, nhưng mà do em với Hiếu quá kiên quyết rồi, chị có muốn ngăn cản cũng không được. Rồi cô có hẹn nữa một lần không? Có lần thứ hai đề nghị em chia tay Hiếu thêm lần nữa không? Không có đề nghị em chia tay với chồng em nữa, nhưng mà thời gian đó hay gọi cho em lắm, hỏi em về sở thích hay tính tình, em có hiểu gì về chồng em không. Rồi em nói là em muốn tìm hiểu từ từ để mà giống như là mình cùng vượt qua, cùng tự tìm hiểu. Rồi còn cái lần nào mà cô gọi cho em để mà cô hẹn ra nữa hay không? Cách đây là khoảng 4 tháng, chị có nhắn tin cho chồng của em là nói là hiện tại chị đang bệnh nặng, nếu như mà không đưa đến bệnh viện kịp lúc á thì có thể là 3 ngày sau sẽ phải chết. Cái lúc đó chồng em chia sẻ với em thì em cảm thấy là rất là sợ, tại vì lúc đó mình không có nghĩ là đó là người yêu cũ của chồng mình, mà mình nghĩ đó là một cái người chị của mình. Thế bắt đầu em mới tìm đủ mọi cách để mà liên hệ với người nhà của chị tới để chăm sóc cho chị. Chị nói là chị muốn là chồng em về để mà gặp chị. Rồi em mới tìm được là em của chị đó, em mới nói là tình trạng của chị như vậy đó, coi để mà đưa chị tới bệnh viện để mà kịp chữa chị. Xong rồi cái anh đó anh cũng tìm hiểu về chị, cái bắt đầu anh lại chửi em. Anh nói là nói láo, chuyện không có mà nói có. Qua lần đó em cảm thấy rất là bức xúc, em không hiểu tại sao mà lại chửi em chị như vậy. Chị hiểu rồi. Ủa rồi còn Hiếu thì sao? Nói chung cái việc đó xảy ra thì cũng làm em có chút lo lắng. Em cũng cùng với vợ tìm hiểu, cũng liên lạc với người anh đó. Rồi qua lần đó em cũng nói chung là muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chị đó. Nhưng mà tới bây giờ thì sao? Hiện tại thì cũng lâu lâu nhắn tin với em, nhưng mà em cũng trả lời theo phép lịch sự rồi cho qua thôi, chứ không có ý gì hết. Chị cũng muốn chia sẻ một chút xíu với em. Thứ nhất là thái độ của em cần phải kiên quyết, không tin tức, không nhắn tin, không gì cả. Chỉ một lần duy nhất em nói một câu là anh đã có gia đình. Em không muốn mang đến cái nỗi buồn cho cái gia đình nhỏ của em. Và cái người kia nên dứt khoát tư tưởng và có cuộc sống riêng. Em hiểu ý chị không? Để cái hình ảnh của em nó xa dần trong cái đầu óc, trong ký ức của cái người con gái kia. Đúng không nào? Còn về phía em cũng vậy. Em đối với người ta như thế là đủ rồi. Có nghĩa là cái sự cảm thông của em như thế là đủ rồi. Bởi vì cái người đàn ông họ có quyền chọn lựa trong cái quá trình yêu đương. Họ được quyền chọn người này và chọn người kia. Nếu như người nào thấy phù hợp với người ta thì người ta được quyền chọn. Thì chồng em đã chọn em, và em đã có một cư xử rất là đẹp đối với cái người con gái kia rồi. Thì em cũng chấm dứt luôn. Em cũng không cần thiết phải lăng nhăn nữa. Đúng không? Đó là về phía tụi em. Còn về phía bạn gái cũ của em á, ví dụ như bạn có theo dõi chương trình này, thì với là một người mà đã trải qua nhiều những cái kinh nghiệm và cũng lớn tuổi rồi, có thể là những bậc đi trước bạn, thì tôi cũng có một cái chia sẻ với bạn như thế này. Bây giờ bạn nhìn cái thực tế là họ đã làm một cái gia đình rồi, họ đã làm đám cưới danh chính ngôn thuận rồi, và bản thân họ, họ rất là yêu nhau. Có nghĩa trái tim của cái người đàn ông mà bạn từng nắm giữ họ đã dành cho người khác rồi. Thì tôi nghĩ rằng bạn không việc gì mà bạn phải tự làm khổ mình như vậy. Bởi vì cha mẹ sinh ra mình, cha mẹ chỉ mong muốn mình được có một cuộc sống hạnh phúc, mình được hưởng cái điều đó. Tại sao bây giờ bạn tự làm khổ mình như vậy? Rồi cái làm khổ mình nó chuyển qua làm khổ tới cha mẹ mình. Tự nhiên vô lý quá. Đúng không? Bạn hy sinh như vậy có đáng không? Không hề đáng một chút xíu nào hết. Nên tôi khuyên bạn, bạn phải có một cuộc sống hạnh phúc, một mối tình hạnh phúc, chứ bạn không nên đau khổ như bây giờ. Đó là cái lời khuyên từ đáy lòng của tôi dành cho bạn.
bạn quên cái gia đình này đi, bạn quên hẳn họ đi, đừng có để tâm tới nữa nha. Đúng không? Thì tôi thấy là như vậy. Nên bây giờ nói chung là bây giờ quan trọng là Hiếu phải dừng lại hết. Thì đó, thôi coi như bây giờ hiểu rồi, thôi mình chuyển qua cái cặp này đi đó. Mình chuyển qua cặp này đi. Bây giờ sẽ không hỏi những cái tật xấu của nhau nữa. Tại vì các bạn còn quá mới, đúng không? Thôi bây giờ anh muốn hỏi là em mong muốn bạn duyên này sẽ thay đổi những cái gì để phù hợp với lại cái cuộc sống gia đình mình bây giờ. Muốn vợ em thay đổi lớn nhất á là cái cảm xúc của vợ em là lạc quan, tươi tắn hơn một tí nữa. Chứ hiện tại là có nhiều cái vấn đề đến với Duyên á, là cô ấy hay lo lắng, hay băn khoăn nhiều chuyện lắm, rồi dẫn đến cảm xúc nó không tốt, rồi nó buồn, làm cho cuộc sống nó buồn. Em khi nào em nói rằng là Duyên à, đừng lo sợ gì cả, tất cả mọi thứ hãy để anh lo. Thôi vậy em nói điều đó với Duyên. Cả hai em cũng từng nói với nhau như vậy. Nói chung là hai em cũng giống như là điểm tựa của nhau. Ồ, quá tốt. Thế còn Duyên, em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Đối với em thì tới thời điểm hiện tại thì em cảm thấy cái quyết định bồng bột nhất thời của em là một quyết định hoàn toàn chính xác. Thì em cảm ơn cha mẹ, chồng của em đã sinh ra chồng của em. Em cảm thấy rất là hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên thì do cái vấn đề công việc của chồng của em là một kỹ sư, nên không có thể mà tránh khỏi những cái tiệc tùng nhậu nhẹt đâu đó chị. Nên em nhiều lúc cái vấn đề mà nhậu của chồng em làm em rất là buồn. Mỗi lần mà gọi điện mà nghe anh bảo là nhậu là em cảm thấy rất là lo. Tự vì chồng em là bác sĩ khuyến cáo là không có nên nhậu nhiều. Nhậu nhiều sẽ làm cho cái nồng độ gan nó cao, không có tốt cho sức khỏe. Men gan cao. Dạ. Nên em muốn chồng em là giảm bớt cái việc nhậu đó đi, để mà giữ gìn cái sức khỏe. Tự vì sắp tới tụi em cũng có kế hoạch là sanh em bé. Bất nhậu được không? Dạ, sẵn đây em xin hứa với vợ, với hai anh chị và mọi người ở đây cũng như mọi người đã xem chương trình, thì em sẽ hạn chế đến mức tối đa cái việc nhậu. Đúng rồi. Không việc thôi. Giờ xin chúc cho Duyên với Hiếu cuộc sống các em lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc nha. Và trong năm nay sẽ có tin vui. Một hay hai? Thôi một đứa trước đi. Thôi.